Mai ăn Tết còn vợ em, năm nay ăn Tết còn có hai cho con em. Trời. Tôi nói thiệt với anh chứ mỗi đêm có khi buồn rồi ngồi giữa ngay bàn thờ của bà xã ngồi khóc ên. Con cái đem về thời gian còn con vợ em, còn bà xã em á. Nói anh ơi bữa nay được cái gì ăn, trời ơi anh bắt được con cá cha chừng nửa ký lô đem về hai vợ chồng ăn đủ rồi. Rồi năm nay đem cá gì không nghe tiếng vợ kêu cũng cảm thấy trong lương tâm cũng buồn. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. À. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại xã Phú Sơn, huyện Tam Nông của tỉnh Đồng Tháp. Và phía dưới cô bác quý anh chị được đây được gọi là xóm không hộ tịch, những người dân, những cư dân từ Campuchia trôi dạt về dưới này. Và họ không hộ tịch nên phải sống những cái cuộc đời lên đên như thế này. Và để hiểu rõ thêm về điều đó thì Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ để mà tìm hiểu về một cái xóm lên đên ở trên không hộ tịch như thế này nha. Đây là những người ngư dân đánh bắt ở bên Campuchia dài ha anh Trào. Dạ, trên Cam dài. Và để biết được cái xóm này thì hôm nay thì có anh Trào dẫn đến một cái hoàn cảnh của một anh vợ mới mất và anh phải sống rất là khổ luôn. Dạ. Và có nhà Bùi Hồ xuống đây quay để mà hỗ trợ thêm về cái cuộc sống khó khăn của anh. Anh em đi nha anh Trào ha. Ở đây thì có tất cả bao nhiêu hộ anh biết không anh Trào? Em cứ gần lắm nè. Ờ. Chỉ có không biết là nắm nè. Ồ, này nấu bánh tét ngày Tết quá. Rồi. Đây là các khô nè. Đánh bắt được nè. Rồi trời ơi. Trước đây thì Bùi Hồ có quay về một cái xóm rồi không hộ tịch thì các cô các chú đó ở Sài Gòn và ở Long Xuyên của An Giang thì đây là một cái chồm ghe này của các cô các chú ở từ Campuchia dài ha anh. Dạ ơi chào anh nha. Dạ chúc em nghỉ chú ơi. Dạ chào cô. Dạ dạ có bánh tét hả cô? Dạ dạ gói bánh nè cho con cháu ăn chú ơi. À lát nữa con ghé qua con thăm ha. Dạ trời ơi. Dạ và trước khi ghé các ghe của các cô các chú này đó thì Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng qua một cái chiếc ghe mà mục nát nha, chồng chền. Ôi nhìn sao đi đây tự nhiên nhìn cái lục bình nó trôi cái chóng mặt. Ôi đây là những cái chiếc ghe của anh phải lên đơn. Ghe này anh từ ở Campuchia về luôn hả anh? Em mua ở đây nè. Mới mua đây. Chồng em cũng ở đậu nhà cửa của người ta cho vợ chồng em ở đậu chứ. Đây là con của anh hả? Dạ. Bé mấy tuổi rồi ta? 7 tuổi rồi. Con ơi, con gái ơi. Con mấy tuổi rồi? Con 7 tuổi hả? Chú dạ con. Con tên gì? Hả? Con tên Tú. Con có đi học không Tú? Không có đi học hả anh? Dạ. À, mẹ con đâu? Hả? Đó là ở đâu? Mẹ lớn lên con nói chú biết. Ôi bé nó đang chơi nè, nó đang giặt khăn á. Vô con vô mát đi cho nó mát đi con. Đây đây nắng quá à. Vô mát đi con. Mình mà đi bước đi là mình không dám bước luôn mà bé nó chạy kìa. Đúng là sống ở đâu quen đó cô bác của anh chị. Đây là củi anh nấu bếp củi này hả anh? Dạ. Trời ơi trời. Ở đây thì được che dần bởi những cái mái lá. Đây nè, đây là những cái cây bạch đằng nè. Trời ơi, vợ chồng em cũng nghèo khổ ở đậu nhà cửa cô bác anh em người ta cũng là 3-4 năm trường rồi. Nhưng mà về đây á, thì cũng đi bằng thêm bằng mướn. Rồi vợ em nó sáng bệnh đau rồi ổng tiền ổng bạc hết trơn bây giờ đi hỏi tiền với người ta thiếu nợ hai mấy triệu gần 30 triệu lo gán lo làm trả cho người ta đó bây giờ tiền cũng chưa có trả cho người ta nữa. Anh tên gì hả? Em tên Năng. Năng. Anh Năng là năm nay bao nhiêu tuổi anh Năng? Em 49 rồi. Còn chị ở đây chị mất lúc bao nhiêu tuổi ta? 47. 47. Chị sao mất hả anh? Bà xã em bệnh nền rồi lúc nào gan ung thư phổi, ung thư máu, rồi não luôn, rồi thận luôn, ung thư thận luôn. Là anh với chị là trước đây ở Nam Giang luôn?
em ở trên tỉnh Dũng trển rồi Dũng là của Campuchia thì Nam Giang Nam Giang đó là anh với chị là lên đó là làm bao lâu anh cũng là vô 40 mấy năm 42 năm rồi nhưng mà anh trở về thấy nó quá trời khó khăn mình về đất nước lớn lên rồi nghe mình về đất nước mình về đây sống rồi cũng mình thấy mình mới ở 42 năm dạ cũng ở lúc anh năm nay 49 là 7 tuổi anh đã qua đó dạ thời gian đó bà mẹ anh ở dưới Việt Nam đi lên trển làm ăn đó rồi thành thử ra ở trển luôn là anh lúc còn bé như bé con của anh là anh đã lên rồi dạ là con của anh là 7 tuổi luôn dạ anh lúc đó anh lên cả gia đình với ba mẹ anh hay sao anh dạ dạ em lên cả gia đình ba mẹ em luôn thì chị bà xã em là thời gian đó bà cũng quê bà cũng ở Thường Phước nè rồi thấy sao lên miên trển rồi tôi mới được bà xã tôi gặp bà chị lúc đó năm bao nhiêu tuổi ta em cũng thời gian đó em được vợ em cũng 39 rồi 39 tuổi mới gặp vợ dạ thì 40 tuổi là có mang bé dạ rồi sau đó là bé đến 7 tuổi thì chị mất dạ anh với chị là lên trên đó là làm công việc gì anh cũng làm thế làm mướn thôi làm anh có làm cá không có làm cá đi văn lưới cũng có lưới lộ lạ quá cũng đi làm thế làm mướn cho cô bác anh em người ta người sau là anh nói nãy tại sao anh về dưới này thì ở anh cởi mà anh lỗ lã quá trời mình cũng về đây mình sống rồi về đây rồi em qua bên Tây Ninh một thời gian đó rồi cũng là cô bác anh em ta cũng cho mượn nhà ở đậu đó rồi, cái chiếc ghe này là mình mới mua đây mua cũng 2-3 năm nay rồi nó nghe thằng nghiệp thằng em nó thấy hoàn cảnh tôi ở đậu nhà cửa cô bác anh em ta đó nó đỡ chiếc ghe cho mình 2 triệu bạc nói trời em ơi anh cũng chưa có tiền bây giờ đâu mày để anh đi bằng công cho em đi rồi em út trời đi lấy chiếc ghe về vợ chồng tôi ở mà chiếc ghe cũng không có dáng gì đâu anh ơi cũng 3 bạch đằng này lót rồi nè đúng rồi cái này bạch đằng nè đi bé có bao giờ bị sụp giò xuống dưới này trời không anh con tôi sụp giò nó sụp giò liền liền đó trời đó nó lỗ hang vậy rồi nó chạy rồi lỡ dắp giò nó sụp xuống đó rồi nó khóc hoài rồi nói ngay ba cái gám bạch đằng này xin cái khúc cây của ông anh nè cái khúc cây mới lớn nè ông nghĩ là anh bao ông đem đi xả dùm cho em luôn đi anh về đây là 2-3 năm rồi dạ về đây cũng ở bên gần mẹ em cũng 2-3 năm nay rồi khổ quá trời bên đây là mẹ anh hả dạ bà mẹ rồi rồi anh về đây anh hiện nay anh đang làm cái công việc gì đó cũng đi làm thuê cho người ta đi dở trà mướn cho người ta dở trà với sông hả dạ dạ mấy anh trà chắc sông mỗi ngày anh được nhiêu ngày có 300 ngàn á mà tới nước này tiền chủ người ta cũng chưa có đưa nữa mình thử ra đi mua chị mua định ba cái đó, ba cái nước ngọt với ba cái bánh để lên bàn thờ dở tu chinh với anh ơi cho em lại dính chị ha dạ dạ đây là di ảnh của chị ha dạ dạ là tết này không có tiện gì người ta làm người ta chưa trả tiền thì anh mua chỉ được mấy lon nước ngọt này đây hả dạ dạ có nhiều đó anh mấy lon nước ngọt này để lên để mà với lại một cái bánh bía dạ dạ hết này nhiêu tiền anh cũng là mua cái bía đó một cây 70 ngàn đó cái lon nước ngọt đó cũng 50-70 ngàn nữa đó anh dạ là cũng 100 mấy là người làm trà người ta trả anh bao nhiêu tiền thì trả ngày 300 ngàn đó rồi bây giờ nhưng mà tết này người ta trả mình bao nhiêu tiền trời ơi có trả được tầm nào ta thiếu dạ ủa sao ta không trả mình ta thì chủ trà người ta lỗ lã quá trời chụp không được người ta cũng không có tiền đưa cho mình nhưng mình cũng chịu làm thinh vậy bây giờ người ta không có tiền mình cũng đâu biết làm cách nào ha dạ thì đúng vậy rồi đâu còn cách gì hơn bằng hoàn cảnh được khổ quá rồi giờ đây bao lâu thì chị mới phát bệnh vậy đây cũng 2015 anh 15 rồi mấy năm là bà xã em phát bệnh cũng có mấy tháng là nó mắc tháng dạ. Là xuống nhà thương hậu nghỉ tao lãnh dưới là như vậy bác sĩ tao nói là căn bệnh quá trời cứu thì cứu không có được nữa lúc nào ung thư phổi rồi nhiễm trùng máu rồi gan rồi bao tử đường ruột óc não hết luôn rồi hết luôn tôi lèo tôi nói thôi bác sĩ bây giờ cứu vợ tôi cho sống bây giờ tôi xin bán cái thằng tôi cứu vợ tôi luôn trời
thường làm như vậy bác sĩ người ta nói dù anh bán thân hay chăng nữa bà chị cũng không còn. Có nghĩa là anh nói là anh bán thân của mình để mà cứu vợ. Dạ, mình. Để cứu vợ tôi bị gia cảnh quá trời khổ, không có tiền. Ừ. Xuống dưới mà tôi nói giữa ban này nói thiệt với anh chứ không tội tình gì thề. Xuống dưới kiếm 10.000 tiền mình ở đây mà mua gói thuốc khúc không có luôn anh. Ồ. Rồi đi. Rồi ở đó mình sau khi chị mất thì chi phí nhiêu tiền anh? Là bữa này mình nói với anh cũng là dạ, con em ở đây. Dạ. Nhờ cô bác anh em ta cho người chút giúp đỡ cho mình. Giúp được nhiêu anh ăn? Cũng được cũng 10 triệu bạc thì đó. Người đủ trả tiền viện phí không? Đủ trả tiền viện phí rồi em về rồi thiếu tiền xe nhờ cô bác anh em tới đây cho được 400.000 nữa trả tiền xe. Rồi chị mất gì chị chôn đâu rồi? Ở Ca Chính nè. Ca Chính. Đất nhà của mình hay sao? Không, đất của đất Nhị Tỳ. À. Là người ta cũng cho luôn. Dạ chú là sao với lại anh? Anh ruột. Anh ruột ha. Anh là anh ruột. Rồi lúc mà ngày mà bé mất thì lúc mà ngày mà chị mất thì bé khóc dữ mà. Dạ. Trời ơi anh ơi, tôi nói. Nói mắt cũng nổ rồi chú ơi. Dạ, tôi nói thiệt anh chứ. Nói mẹ ơi sao đi bỏ con. Rồi tôi nói con ơi, mẹ con có thằng số mẹ con tới đây đã hết chứ cha rồi con đừng khóc nữa. Thì mà mình nói với anh rồi cũng dạ qua đây đi, có gì cứ qua đây. Mẹ con đang quay. Thì coi như là anh với chị về mấy năm thì chị phát bệnh ha. Dạ. Vợ em bệnh có mấy tháng mà đã ngang rồi mất luôn rồi. Em đi làm mướn cho người ta về cũng không kịp luôn nữa. Ừ. Nhờ ông anh với bà chị dâu với mọi anh thứ chín mình đánh ù xuống là như vậy là đang để ba luyện ba cái cha của ta dưới sông đó. Viện về. Về rồi hốt thuốc uống hoàn cảnh mà khổ mà tới 40-50 triệu mà tiền đâu mà lo cho vợ. Cũng nhờ bên áp xã bằng cái giấy xuống ta nói ta cũng dạ với em mớ. Rồi áp chỗ này người ta cũng theo xóm người ta cho được mớ nữa mới là được. Dạ. Về tới đây thì đâu cũng 1-2 tháng vậy thôi mới mất. Bà xã em mới mất là không biết căn bệnh gì mà mình cũng hiểu không ra. Chứ cái miệng này ra máu là không cầm được. Rồi cái ghe của mình trả hết chưa anh? Dạ em trả nợ cho người ta hết rồi, bây giờ cũng còn thiếu nợ người ta cũng 27 triệu. Là tiền gì vậy anh? Tiền em hỏi tiền lo bệnh cho vợ em đó. Ờ. Rồi lớp nào thuốc, nhà thương bác sĩ người ta đưa cái to ra đó. Dạ. Một chỉ thuốc là 700.000 đó, em mua thuốc cho vợ em uống là một tuần là hết. Một chỉ thuốc đó, em đi hỏi mượn tiền của người ta thêm đi mua tiền đi mua thuốc gì cho vợ em uống. Bây giờ cũng phải mang cái đồng nợ đó cũng ráng mà lăn lóc bằng trả cho người ta. Mình chậm trễ mình cũng kỳ làm kỳ lửa nơi chứ biết làm sao giờ hoàn cảnh em uống tiền thì Tết này là anh không có tiền luôn. Trời ơi, tôi có, trong mình tôi bây giờ nếu mà có trong du cất lớn nào đừng có để tôi sống được. Không còn một đồng luôn. Không còn tiền trong mình nên bây giờ đi bằng công cho người ta giờ cảm thấy chủ người ta không có tiền mình cũng không biết làm gì với người ta nữa bây giờ. Dạ, đúng rồi, mỗi người một cảnh khổ mà. Dạ. Rồi là mình đậu qua chỗ này là bao nhiêu năm rồi anh Năng? Em mới đậu đây cũng là chung với bà già thì cũng là 5-7 năm nay rồi. Ừ, ở chính quyền rồi họ có la mình không? Không. Còn lúc trước có anh. Lúc trước á. Khi đây đậu đây nó đuổi giờ lần đó. Nó đậu được đâu 50 năm cứ đuổi giờ lần này. Dạ. Cứ giờ lỡ đuôi ở chỗ này không. Chừng nào mà mấy anh em cũng bằng chắc nó mua được khúc mấy thước đất này đây. Mua được rồi chưa? Mua rồi. Mấy ông này mấy ông mua còn em cũng mua chưa có khả năng mua đất. Có. Anh này thì mua rồi ha. 1 mét ngang như ta. Còn lúc trước thì 8 triệu. À. Lúc này không biết bao nhiêu mà bây giờ cũng biết được nhiêu nữa anh thì lo được nền đất đặng cho mình chỗ mình đậu xe đậu cẩu rồi cho có đuổi mình nữa chứ còn già trên chưa khó mình. Anh Năng là có chứng minh không? Không, không có hộ tịch đúng không? Ở đây là tầng hết không có chứng minh vậy chưa? Không có giấy chứng minh. Không có. Là lúc đó mình có giấy chứng minh của bên có hộ tịch bên Campuchia không anh? Giấy à, có giấy chứng minh là tôi được phép không? Không có giấy, không có đó là như cái giấy chứng minh tôi được phép hay thôi chứ. Tôi được cho em coi thử được không?
Là có nghĩa là lý do sao mà mình không được cấp giấy chứng minh ha? Không biết, không cấp được hộ khẩu mà không có đất phải không? Không có đất nên không cấp hộ khẩu được. Đúng rồi, không có đất không cấp hộ khẩu. Rồi hàng ngày thì anh ăn là đi làm là đi bằng phương tiện gì? Tôi có chiếc xe bèo đó, chiếc xe thằng cháu thấy là nó tàn tệ luôn, ráng mà chạy đi giác sáng chạy đi làm đạp cái bằng mỏi giò luôn đó. Dạ. Bây giờ còn có ba gia đình ba người mà bây giờ còn có hai cha con thui thủi trên cái chiếc ghe nè. Mưa sao anh nắng? Dạ. Mưa cũng ráng chịu chứ giờ. Cũng ráng chịu anh ơi, chứ biết làm sao giờ đây, hoàn cảnh khổ mà. Có dột không? Dột. Đây nè, cũng dùm ba cái tấm vải này nè, đừng cho nước mưa tạt vô bà xã đây nè. Lúc đó chị già chị nằm dưới này ha. Dạ. Ừ. Nè cô bác gãy, gãy. Cái này là không dám bước luôn à. Gãy. Gãy á. Vừa đó giờ nhanh đi. Bực này không có mầm đố gì đâu hả? Có mà thừa quá. Nhưng mà tại sao mà mình không đóng mầm đố dưới này ta? Không có khả năng. Đi có. Dạ không có khả năng luôn. Dạ. Trời ơi. Ở ngoài sau này là cái gì đây anh? Dạ. Ôi. Trời. Đây mình gói là tối anh với bé ngủ trên này hay sao? Ngủ dưới này đây. Nhưng mà mình gom lên mình để trên này ha. Dạ. Bây giờ là cái cảnh mà gà trống nuôi con luôn rồi nè. Bé nó nhỏ quá đâu biết gì đâu. Trời ơi, rồi điện ở đây mình xài đâu ta? Thì ông chú ông cho câu nhờ. Câu nhờ. Chia hơi với ổng kia. Dạ. Nhà của anh là ôi ghe của anh là em không dám bước luôn. Này mình nấu bếp củi hả anh? Dạ em nấu bếp củi đó anh. Mỗi lần là mình nấu cơm là mình phải bò qua cái đường này. Dạ em bò qua được không ta? Được. Sao bò, có đi qua dắp bên này, mình đi dắp bên đó không, không đi dắp bên này được ha. Dạ bên đó được dắp một rồi đó. Rồi bé. Trời. Đây nè cô bác anh chị. Cái không gian bếp của anh ăn nè. Xã hội có nhiều hoàn cảnh mà mình phải nói nhìn hay rất đáng thương. Ở mình phơi đồ bên đây đi hả anh ăn? Dạ em phơi đồ ở đây nè, chứ cũng có chỗ nào phơi đâu anh ơi. Rồi nấu cơm là ở đây, dạ, nấu dạ. Cơm bằng bếp củi. Nấu cơm bằng bếp củi đó cái bếp em đó. Rồi mình không có nấu bếp ga hả anh? Trời ơi, có tiền không mà xài bếp ga. Không có tiền xài bếp ga luôn. Dạ. Rồi kiếm củi là mình đi kiếm ở đâu ta? Vòng vòng hay mua? Đi lên trên bờ qua xuống được dài rồi 35 vậy rồi mình cứ đem mình cưa ra rồi mình bữa. Rồi bữa nào mà mưa rồi sao? Mưa mình thấy ông trời cũng chuyển mưa mình đem xuống ra. Mà anh đi làm từ sáng đến chiều nó ướt chắc nghỉ ăn cơm luôn á. Thì nó ướt thì cũng phải gắng mà dụng cho cháy cái bếp lửa để mà nấu cơm cho con nó ăn anh ơi. Dạ. Hoàn cảnh biết làm sao. Không có nồi cơm điện luôn hả anh? Trời ơi cái nồi cơm điện không có đâu. Ê con gái con bước lên. Đúng rồi lên con. Bước lên. Đúng rồi con mình bước xuống đi. Tè. Mẹ con biết lỗi không? Hả? Biết không anh? Trời ơi nó biết chập chững nó cá cái gầm xong rồi tôi nó tâm nhảy theo quá. Ở dưới này cá nhiều quá ha. Cá gầm tâm đó anh. Ôi ôi nó kìa. Rồi lại dưới này là mình tắm rửa dưới này luôn ha anh? Dạ. Rồi đi vệ sinh. Đi vệ sinh cái cầu đó nè. Đi vệ sinh bên đây ha. Dạ. Trời ơi, phải tắm rửa nấu nước uống bên này. Tắm thì mình nấu. Tắm rửa thôi, còn nấu cơm thì mình sợ là nước uống xong nó sạch á. Ồ. Mình nấu nước suối, mình nấu cơm ăn anh ơi. Dạ cá này là sao ta, cá này mình làm mà được hả, ta cho hả? Cá này mình em đi dễ trà nướng cho người ta cho, có một con cá cha rồi đem về nó sẽ khô tới buổi nấu cơm cúng cho bà xã. Trời ơi, nấu cơm khô cúng cho vợ hả? Dạ. Rồi mình sáng nay mình ăn cơm cái gì? Em cũng ăn cơm với khô á, nè em còn chim nữa nè. Cô này làm gì ta? Khô à, em khô em chán cá cha ra, em muối rồi chiên rồi. Rồi bé nó ăn vậy nó ăn nổi không anh? Trời ơi sao cảnh khổ rồi, tôi ăn sao con tôi cũng ăn theo tôi nghĩ em chứ biết nó hoàn cảnh đi làm sao giờ đó. Nghèo khổ không tiền mua gì cho con luôn nữa. Đi ra trước anh ạ. Dạ. Cái cửa sổ nè cô bác quý vị. Có đi qua bên này rồi đừng. Còn đi qua bên này có miếng dán miệng mực rồi. Dạ anh. Ôi sao mình không có dán thay luôn. Không có tiền cưa dán hả? Lúc trước hồi nãy anh nói là cái bạch đằng sao ai cho? Của
ba ngày ông đi kiếm củi ông được lượm được cái nấm cái chán hai bạch đằng đem về cho em mượn nắng đi xẻ dán ra dùm lót được cái chẳng này thôi vậy đó. Cái chỗ này là cái chỗ mà an toàn nhất nè, nhưng mà đi thì nó sẽ bị lọt chân ở dưới bất cứ lúc nào, và bé con của anh nó đã bị lọt chân một vài lần rồi. Và cái không gian này là anh chất chứa củi để nấu cơm cho gia đình của mình. Dạ. Giấy này anh từ bác em là giấy miên nè. Có anh trển có giấy này không à? Ôi. Anh chỉ có giấy này thôi, gọi là giấy tạm trú à. Này dịch là anh dịch được không? Anh chào dịch được không? Em biết được bao giờ. Cô có biết chữ nghĩa không? Đó, sao dịch? À, người ta cấp cho mình đó năm 2002 nè. Dạ, cái này anh trển nó bằng cái tấm giấy anh từ quá này cho em thời gian đó cũng lâu rồi mới đi về đây cũng để tấm giấy này ra để tại vì không có hộ khẩu được đâu có làm giấy chứng minh được đâu. Và dự định Tết này là mình ăn Tết sao, mình không có gì tiền rồi mình ăn Tết sao, cũng không biết nói làm sao nữa. Sao phải chịu nghỉ luôn chứ không có tiền thì biết sao vậy. Con gái tên gì? Quỳnh Như hả? Tên Tú. Tú Tú. Qua đây nè, ngồi kế cha nè. Trời ơi là trời, đối với cô bác anh chị có cảnh tượng mà đối với những người giàu cái Tết nó xa hoa lắm, nó lộng lẫy lắm. Còn đối với những người như anh thì cái Tết chỉ cần no là được rồi. Dạ đúng rồi. Dạ. Không cần giống như người ta. Dạ. Đó giờ đi cũng nhiều hoàn cảnh nhưng mà hoàn cảnh nào cũng đáng thương, mà gặp anh thì cái tình thế nó cực kỳ éo le luôn. Tết rồi, càng gần tới Tết chừng nào càng nhớ bà xã nhiều chừng đấy. Rồi năm má ăn Tết đó, dĩ vui dĩ muối, còn vợ với chồng thì năm má ăn Tết có hai cha con. Chị mắc 8 tháng rồi anh? Dạ dạ, vợ em là phát bệnh năm 2015. Dạ. Anh bây giờ có mong muốn gì không anh? Năng anh cũng cứu Phật mấy ông vậy. Em cũng mong muốn con kiếm được đất cắt cái nhà ở trên bờ anh ơi, cái hoàn cảnh nghèo khổ quá cũng không có tiền đâu mà để mua đất cắt nhà. Dạ. Cứ ngồi đấy con, ngồi đi con, ngồi đi con, ngồi con. Nói chung là hôm nay gặp anh chia sẻ cái hoàn cảnh của mình không những khổ mà còn đau nữa, có nghĩa là nỗi đau mất vợ rồi sống ở trên này chiếc ghe một mình mà không có nhà cửa luôn. Và đặc biệt những ngày cận Tết như thế này, những cái Tết trước thì có chị, hôm nay cái Tết này thì chỉ có mình anh với lại con gái của mình thôi. Dạ. Nói chung là cũng bùi ngùi đi làm mà bùi ngùi giống như ha. Dạ. Trời anh ơi, mỗi lần bắt con cá đem về thì anh còn con vợ em, còn bà xã em á. Nói anh ơi bữa nay được cá gì anh? Trời ơi, anh bắt được con cá cha chừng nửa ký lô đem về hai vợ chồng anh đủ rồi. Rồi năm nay đem cá về không nghe tiếng vợ kêu cũng cảm thấy trong lương tâm cũng buồn. Bởi vì tôi đi vô đi ra bà chị vô nó nói trời ơi cái gì đâu mày than hoài vậy. Nói trời chị ơi hoàn cảnh đi sao giờ. Tết năm mai ăn Tết còn vợ em, năm nay ăn Tết còn có hai cho con em. Trời. Tôi nói thiệt với anh chứ mỗi đêm có khi buồn rồi ngồi giữa ngay bàn thờ của bà xã ngồi khóc ên. Vừa nghe bàn thờ của chị ngồi khóc mình ên luôn. Dạ. Có cái cảnh nào bằng ba vợ với chồng anh ơi, tình nghĩa vợ chồng biết chừng nào thôi. Nghe anh chào nó khổ mà đâu có thấy cái cảnh khổ nó lại tận cùng như thế này. Ngay cả cô bên đây là cô còn muốn khóc luôn nữa nè. Cô là chị dâu hả? Chị dâu mà thấy em này, tội nghiệp. Tội nghiệp em. Thời gian đã mất cũng ngồi là chị với nhỏ em thứ 7, nhỏ em thứ 9. Còn bà mẹ quá già rồi bà đi không lận có được. Mẹ bên đó đi rồi. Dạ, cái đó là bà mẹ ruột của em. Cô khóc luôn rồi kìa. Thấy cảnh tuổi quá, nhưng mà tội quá hả cô? Dạ, thấy em chịu không nổi. Thế con? Trời ơi là trời. Đối với anh Năng thì chỉ còn đầy đủ ở trong nhà và sống cái cuộc sống lên lên cũng được, đủ thôi là vui. Dạ. Nhưng mà cái ước mơ hạnh phúc của anh thì đến cái thời điểm này vẫn nó mong manh quá.
em sẽ cố gắng mà ấy để mà quay lại cái hoàn cảnh gia đình mình. Hôm nay á thì em đến đây thì Tú ơi, ơi con Tú con, em thay mặt cho một chị giấu tên ở Canada gửi trước gia đình 1 triệu để gia đình mình ăn Tết ha. Dạ, dạ. Để mình có cái mình xây sở trong nhà. Cũng cảm ơn là Tú ơi, Tú. Ở đây nè con. Và đây là cái món quà của chú Kevin Trần ở Mỹ. Thành tài nói con ngồi xuống dưới đây, con ngồi đi. Chú Kevin Trần ở Mỹ gửi lì xì cho bé một cái phần quà 200.000 đồng. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Đặt đầu xuống rồi. Và đây là ở trên đây thì điện tối thì chú Kevin Trần gửi luôn cho gia đình của mình một cái đèn thắp sáng vào buổi tối mỗi khi cúp điện anh. Thì cái đèn này thì em sẽ hướng dẫn cho gia đình mình sử dụng luôn ha. Thì anh chỉ cần nghịch lên gì là nó sáng à. Đèn năng lượng mặt trời á. Dạ. Hoặc là tối thì anh có cần thì anh pha dưới sông gì đó. Dạ. Để mà anh pha anh gọi đường vậy đó ha. Dạ. À, được rồi, nó tắt thì anh sẽ sạc cái năng lượng mặt trời bên đây ha. Mình sạc cái chui vô đây hả? Không, mình để phơi ngoài nắng thôi anh. Dạ. Sạc chui luôn anh. Còn cái chui cái chui của anh sạc hoặc có thể anh đây nè, cái này là sạc pin điện thoại được luôn đó nè anh. Gia đình 1 triệu thì trước tiên thì gia đình mình sẽ ăn Tết trước ha. Em cũng có lòng thành thật là cô mấy chú có tấm lòng hảo tâm với anh, em cũng rất là mang ơn. Mà hoàn cảnh em bây giờ cũng không biết nói làm sao với anh đây. Mấy năm trước anh ở trong bờ cái trại đó, ở đậu nhà cửa của người ta nhà, em nó biết xuống nè. Chị em mà cũng cười vui vẻ lắm. Cái là quay mắt điện thoại đi, ổng điện không được, ổng lên ghé chẳng trơn á, chị thì mắt rồi, trời ơi mới đây mắt trời. Mình nói thiệt anh chứ, bà xã em mắt xuống rồi. Anh xuống mang lại mà nghe chị mắt cũng buồn quá trời. Hiện nay là anh còn thiếu lại 20 mấy triệu. Dạ, hai còn thiếu lại 27 triệu. 27 triệu. Ghe của mình phải làm lại, không có đất thì ghe của mình có thời gian tới mình có thể mình sửa lại được nè. Làm dáng cho nó đàng hoàng lại. Nó thợ đồ mình kêu ra là lũng hết hai cô hơn. Mới bữa ngày qua mới tát nước rồi nè. Cái Tết của anh ăn là cái Tết của cô chú ở đây là một cái Tết trồng trền. Cố gắng lên thăm gia đình mình nữa. Dạ. Dạ rồi, chúc gia đình mình luôn có sức khỏe và anh thì cũng luôn cố gắng vượt qua cái khó khăn này để mà còn nuôi dưỡng cho bé Tú ngoài sao. Dạ. Không có hộ khẩu, không có hộ tập bây giờ đi học cũng không được luôn. Đó. Tính đưa con cho vô đi học mà không có giấy chứng minh dân hộ khẩu được kia nọ tính không đi được. Rồi, một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị là Mạnh Thường Quân. Xin chân thành cảm ơn một chị giấu tên ở Canada đã hỗ trợ cho gia đình anh 1 triệu đồng. Xin chân thành cảm ơn chú Kevin Trần ở Mỹ đã hỗ trợ cho anh cái đèn như 200.000 đồng. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị.